Okay, so this is our activity going on from our previous video, workbook page 20, focusing on grammar. Và chẳng những cho phải workbook bởi dưỡng tầm bó tìm mà phây nè. Và tầm bó tìm mà phây nè. Và nực nông workbook. Và cầm phép tìm buôn cái áo dưỡng riêng biện ní ở tờ chía biết đại miền này sập bàn và chẳng miền bị TP tại mà đón is the country biggest world in Russia the và chẳng dừng riệp dừng rồi sập chích môn và nè sập chích cứ Russia Russia is the big và is the biggest country và biggest countries in the world. Okay, yeah. Russia is the biggest series of countries in the world. Và tí mùi chọm. Tí bì chọm tí bay. Tí bay. Okay. Dục sọp nè, dục sọp. Chẳng, dừng xem đó. Subject cứ traveling. Traveling in summer. Và traveling in summer is more expensive. Cái miền bị đỡ một tí đấy. The traveling và những chúng ta bị đỡ traveling và miền bị đỡ một tí. The traveling in summer is more expensive. Và đừng à. Và đó là cái đã đỡ máu nhưng đã đỡ tam khi thế. Và tí buồn. Tí buồn. Dương mớ miền tiệm bạch. Và chẳng kia superlative và miền tiệm bạch mùi. Chẳng như rô sắp chỉnh máu. Saturday is the best days of the week. Ok. Tí pram. Tiếp ram bây giờ cái miền bị most và superlative và superlative chẳng dùng mưa na subject this và this this restaurant is the most expensive in the city. Okay. This restaurant is the most expensive in the city. Và nâng. Tiếp 6 chỉ biểu sum nua và biểu sum nua miền W equation đặt một kề. W equation ở một kề dùng mở tiết. Sum nua bài ấy bài chia superlative lấy đặt W equation và what. Tọp mấy máu cứ auxiliary verb chẳng đời xa dừng pra con là niếm dừng pra y hà bà. What is the TS city in your country bà. Dục xâm nua bà. What is the TS city in your country bà. Tì bùm pơl bà dục ấy kia này. More và more dục straw dục comparative nè dục tùm hiệp chiêng chẳng shopping và shopping is more expensive downtown chẳng mình hạ ca tên nhỏ bán nâng cư việt thay nóng downtown và shopping is more expensive downtown. Shopping is more expensive downtown. Bà, nên việc đã bị mọc bản năng nhập ra bản năng tới bà. Tiếp 7. Interesting in New York what? Bà, nít dụng xâm nua này. Lời dụng xâm nua nhưng đã vọt mùi châu sân. Nít dụng bài chia superlative của khinh bị most. What? Nhưng is
the most interesting museum in New York. Bà. New York. Bà, scam hiệp tỷ 4, bà chọp lên cho scam hiệp tỷ 5. Cứ câu xùm nụ, thả ta việc khó được gặp trời dạng mạch. Bà. Nhưng mới tỷ 2. Tỷ 2, Sydney is more hot. Bà, more high hot tiệt, phở cá thế này nè. More phong hot phong, bà. More bà mẹ có là niềm vớn, hot. Biệt tại mỗi thờ phở ER, chẳng mê tha, ví dụ này cứ khẩu hai, nhưng cho tới cái incorrect. Tỷ 7, the train is good than the bus, bà. Chẳng biệt good, có ở miền biệt good than đai, cái bà bị ấy, cứ bà biệt better, bà. Better chẳng có incorrect đai. Tỷ 4, Anna is the tallest in the class, bà ná, phụ trường kìm ọc trong thân nạ chẳng phở phở phía thắc, the tallest. The tallest, yes. Superlative, trời, correct, yes. This is the more interesting museum in the city. Yung khi mình biết the high, more interesting. Bởi trong pra tùm đồng bài chia superlative, mình the more, cứ the most. Và chẳng là lại này cứ incorrect. Tiếp mùi. What do you think is the best soccer player in the world? Oh sorry, who do you think is the best, và the best in the world, và the best soccer player in the world? Chẳng, ok, trời nè. Cái prap hiện the best trời gái. Correct. Good, better, best. Tiếp cùng phần is Singapore Airport biggest in the world? À, này dân mới khỏi trời. Cái prap hiện biggest. Và thông bằng port, và dụng bài chia superlative cho đợt nơi nà. Cái nào ạc miền cứ bắt đợt khó khó đài. Incorrect. Madrid is dirtier than Oslo. Mẹn khóc hay nè. Dirtier than mấy nè. Than, và khi say than, mình say that ấy chẳng cứ incorrect đài bà. Chẳng sẽ cầm một phía tỷ 4, nâng sẽ cầm phía tỷ 5 bỏ dưỡng cứ bàn bằng chọp. Và tỷ 4 năng tỷ 5 cứ dùng chọp hai. Xin khâm tha nị sát bao dương bàn thuê càng nghi bàn lõ. Ây tự tù bàn là tập hòa lõ đài bàn. Nhưng chẳng, mê riêng tỷ 7 cứ bàn năng sánh bàn. Ở con tràn.